Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện giờ thì Ước đang đi xuống nhà bố vợ em Trương. Đấy, cũng chỗ cách chỗ lúc mà Ước quay ở chỗ ruộng ấy cũng rất là xa. Đi đến tít trên kia mà bây giờ là về gần trung tâm rồi. Diễn bảo biết nhà mà đi nhầm à? Đấy, bố vợ Ước vừa gặp bố vợ của em Trương ở trên quán hay trên này. Sao bảo biết nhà nhầm nhà? Định xuống nhà anh trai của anh Sinh rồi. À. Anh trai bố vợ của. Là cũng quen luôn. Quen mà quen hết mà. Đây nhà của anh Sinh, bố vợ của em trai anh Chính Thiên Linh rồi. Trương. Đấy, xin giới thiệu với các bác nha, đây là nhà của bố vợ em Trương nhá. Đằng trước cửa nhà là có một cái chỗ là nhà tắm đi các bác, gọi là nhà tắm. Trên này bà con nói chung là cũng toàn nhà đất với nhà trình tường thôi. Nhà bố vợ em Trương cũng là nhà trình tường. Em chào anh nhá. Vâng. Để tí nữa anh mới lấy cơm lên à? Vâng. Anh nấu xong hết rồi anh? Vâng. Lúc đấy em cũng bảo Trương rồi, bảo là đi xuống đây chơi một tí trong bọn em xin phép đi về dần. À, cơm cho em. Vâng. Thôi để dịp khác em lên em ăn. Thế là anh không phải gặp đâu nhỉ, anh chỉ phục vụ cơm nước thôi nhỉ? Không, em không gặp mà. Sáng nay lên gặp rồi. Ông anh mới về, lúc mà mình lên thì gặp anh ấy. Gặp anh đi về để nấu cơm ấy. Thế tối là về nhà ăn cơm, còn chiều là trưa là ăn ở trên đây. Chưa ăn trên đây. Chưa gọi là ăn tranh thủ thôi nhỉ anh nhỉ? Ăn tranh thủ cho là làm luôn đấy. Bà con ở trên này nói thật là với các bác là nếu mà mùa gặt mùa cấy này thì không bao giờ nghỉ trưa luôn. Các ăn xong các ngồi tầm 50 phút là tiếp tục làm tiếp. Đổi công ngày nhau. Làm thì nó lại mưa xuống là không làm được. Vâng. Năm nay lúa em thấy không được tốt cho lắm nhỉ? Cái lúa này, cái giống lúa này, cái loại này không chín này. Lép nhiều quá nhỉ? Không chín là hỏng hết. Không có nhà nào mà tốt được. Như vụ năm ngoái nó được nhiều không? Năm ngoái không ít mà. Đây là cò anh à? Không, đứa cháu rồi. À cháu à? Đó, cháu bị tàn tật. À, cháu này là bị tàn tật rồi anh? Vâng. Nó bị sao đấy? Biết được, lúc nhỏ thì cũng ngồi được, mà tầm 3 tuổi, 4 tuổi là 3 tuổi là không đi được và không nói được, lúc kiểu như là bị viêm não. À. Đây là con của con gái anh. Vâng. À đây là cháu ruột anh luôn đúng không? Vâng. À cháy. Có phải con của Súa không? Không phải đâu. Súa là đứa khác chứ nhỉ? Súa đứa khác. Em mà là 3 tuổi là không ngồi đây được các bạn. Chứ anh nó cứ ươn éo thế này suốt à? Vâng, vâng. Nó có nói được không? Nó nói cũng nói được một tí. À nói được một tí à? Vâng. Nhưng mà không ngồi được à? Không ngồi thì nó cũng ngồi được tầm khoảng mấy phút thôi. Nó để ngồi thế thôi. Nó có đi được tí nào không anh? Không. Không đi được đâu. Không đi được, cứ ngồi này thôi. Vâng, cái chân, cái gân đằng gân ở đấy, kiểu như nó bị co ấy. À. Nó không đi được. Cháu tên là gì nhỉ anh nhỉ? Núi. Núi à? Vâng. À. Nó cứ nằm úp lên này thôi. Vâng, có lúc nó cũng dậy. Nó cũng nằm dậy được. Cái chân này, cái chân nó bị co. Được, em xem nhá. Ừ. Cái gân này nó bị kiểu như nó bị cái bị cứng vào rồi đúng không? Ừ. Cái
Cái này nhưng mà anh cho cháu xuống khám chưa? Tôi khám rồi. Khám hai lần rồi. Bác sĩ bảo sao anh? Bác sĩ thì cũng lúc đầu thì bác sĩ bảo là viêm não mà... Ủa, cứng lắm đấy này, cái chân của mình có thấy à, viêm não à? Ờ em thấy đầu nó cũng lắc lắc nhỉ. Vâng. Thì, nó chảy hết nước dãi kìa. Ồ thương thật đấy. Lúc đầu thì cũng em cứ tưởng nó trông thì ở đây thôi, nó không biết. Vâng. đứa bảo là chú Trương với Huy bảo là tật tật. Ờ bị viêm não. Vâng. Anh nó xuống Hà Giang hay đi Hà Nội? Đi hai lần ở chỗ An Giang. À. Viêm não thì nó không An Giang thì nó cũng chả chữa. Thế là về thì cũng đi bên trên mèo vạc hay ở chỗ mèo vạc ấy, xong là dùng thuốc nam với nó dùng cái kim cái này, xong là chọc cái này thì về nó mới không bị nó mới không chảy không bọt. Có nghe châm cứu rồi nó bị chảy nước dãi nhiều rồi nhỉ, sao mắt nó lơ đơ ấy. Trước đây nó chảy nhìn nó đấy. Không tỉnh táo nữa nhỉ, nhưng mà đi trên đấy là châm cứu là mấy ngày đầu cứ gật gù này thôi. Các bạn về, nhìn thương thật, không có tiền thôi về. Đấy, ước tưởng là nó nằm đây nó trêu thôi. Về thời gian sau thì nó anh ấy cũng không hỏi nó không ngán được. Một thời gian sau thì nó mới không chảy nước dãi nhiều. Hôm trước đây thì nó cái này có tìm phương pháp gì chữa được cho nó không anh? Cái này thì cũng không biết được đâu. Cái này phải đi Hà Nội cơ nhỉ? Vào Hà Nội bệnh nhi. Đi Hà Nội khám cơ mới biết được. Anh đi Hà Nội lần nào chưa? Chưa, đi Hà Giang thôi. À. Hà Giang là quất lần là bảo bị viêm não. Vâng. Đấy, chân tay nó cứ lúc con cong keo nhỉ, nói chung là người nó cứ cong keo keo ấy. Vâng, thế gần là đằng sau này nó bị cứng. Co cứng. Thế trước đẻ ra là nó bình thường hả anh? Trước đẻ ra thì nó bình thường. À, đến gần 3 tuổi là nó mới bị. Vâng. Thế đầu tiên là nó có biểu hiện gì? Đầu tiên thì nó cũng không có biểu hiện đâu, nhưng mà sau tầm gần 2 tuổi ấy thì nó không lúc đầu thì cũng bò được, kiểu là nó kiểu bình thường đấy, để cứ thời gian cho là tưởng thế là chắc là nó bị từ nhỏ rồi nhờ. Vâng. Qua là đến lúc nó lớn lên thì mới biết dâu biểu hiện đấy, của nó thôi. Lúc nhỏ thì cũng không biết đâu. Vâng. Bây giờ tầm 2 tuổi thì thấy biểu hiện của nó khác, còn nó cũng không đi khám nữa cơ. Thì là cứ trẻ con đấy, kiểu nó cứ là có một số thì nó cứ đi chậm, đi cái thời gian nó đi thì kiểu như là nó ít vận động ấy thì nó ít đi. Vâng. Sau này thì cho mình biết thì đi chữa thì họ bảo cái này chắc bị viêm não. Bởi vì là trẻ con mà lúc mà sinh ra thì bác sĩ xem người ta xét nghiệm là biết luôn mà anh mà. Vâng. Ừ, bây giờ công nghệ nó hiện đại thì biết luôn. Ôi ấy đồ. Thương thật. Nó ăn uống vẫn bình thường chứ anh? Ăn uống thì cũng nó dùng tay bóc thôi. Tay bóc vào mồm nữa à? Không biết dùng thìa đâu đúng không? Thìa thì nó ít, nó không ăn được. Hôm trước thì em cũng đi lên đây cùng với bạn em đi lên quay một cái hoàn cảnh em đấy tên là gì nhỉ? Diễn nhỉ? Đấy là hôm đấy mình đi là thôn ngay nhà thầu anh ạ. À. Là đi quay em mua. Cũng là người Mông. À. Với lại vợ chồng của Cư A Linh ấy. À. Linh là bị khiếm thị ấy. Vâng. Nhưng mà thổi sáo hay ấy. Vâng. Còn cái em ấy thì cũng bị liệt ăn, có nghĩa là ăn ngủ và đi vệ sinh tại chỗ luôn anh ạ. Vâng. Người trắng bạch ra như kiểu là không đi ra ngoài nắng ấy. Đấy cũng chắc là cũng bị bại não ấy. Nhờ chẳng qua là thời ấy thì gia đình không có điều kiện để đi khám ấy, không biết ấy. Vâng. Không biết thì đến lúc mà phát hiện ra thì lúc đấy thì cũng lâu rồi thì chữa nó cũng đấy. Khó. Vâng. Thế nó đi vệ sinh đi đấy nó có biết không anh? Có mà, lúc đi vệ sinh thì nó bảo nó bảo à? Vâng, nó bảo. Ừ.
Còn cái đứa bên kia thì nó không biết bảo gì luôn anh ạ. Có nghĩa nó đi ra ngoài quần nằm mấy ở một chỗ luôn. Mấy hôm nữa em lại quay lên, em lên trên đấy. Ở trên đấy cũng hơi xa. Đấy, đôi khi là đi bản thì mới biết nhiều hoàn cảnh khó khăn các bạn. Đấy, các bác có thể xem được video này, các bác có thể chia sẻ nhé. Đấy, giúp ước để lan tỏa lên các mạnh thường quân. Nhìn này rất là thương luôn. Nó cứ cho tay vào mồm thôi. Vâng, nó được. Thế cả ngày nó cứ thế này rồi à? Vâng, cả ngày nó thế rồi. Nó kỳ, nó vui vui thì nó cười, chứ còn không thì nó nhìn thế này rồi. Thế này phải lúc nào cũng có người trông nó đấy nhỉ? Vâng, có đấy. Không có là nó cứ... Nó bò. Nó bò được, đi được không? Nó đi được chậm thôi. Sợ nó đi nghịch lửa, nghịch ấy đấy, đúng không? Đấy. Thiên ơi, lấy khóa đi mở cốp xe, em có cái kẹo nó cho nó mấy cái xem nào. Nó ăn kẹo được gì anh? Nó ăn thì nó ăn kiểu ăn, tại nó cũng không cầm được máy. Ăn cái kẹo mút rồi mà. Vâng, kẹo mút thì ăn. Cho cháu một ít mua sứa thôi. Hôm nay đi ra thì cũng không biết là hôm qua thì có thế em Trương bảo là đi lên đây cho là được đi lên cùng. Anh ơi, em không có gì cho cháu, mai anh mua sứa về cho nó nhé. Vâng. Vâng. Hôm nay em vào thì mới biết hoàn cảnh của cháu. Vâng. Vâng. Tình cờ. Dạ vâng. Vâng. Đấy, lâu nó lại nhìn lên. Lưng nó không thẳng được nữa nhỉ? Vâng, nó cứ cong keo keo hết. Bị kéo gân hay sao ấy. Gân nó... Ở đấy, cho mấy cái kẹo mút này. Gân... Nó ăn được, nó có cái cầm này. Co. Co lại cho nên là nó còn... Nó cũng... Kể cả những cái này nó như kiểu là kéo hết cả mồm nó một bên này. Nó như kiểu mình người già bị tai biến mà bị lệch méo mồm đấy, gọi là méo mồm ấy. Đấy, nó thì cho nó cười. Anh em cầm cho nó một cái, ba cái này. Để em bóc cho cái này cho. Nó tha rồi. Thế nó nghe không? À đấy, nó cười cười, cười tí. Gần sâu đấy. Thì nó viên vật gì đấy, đấy nó bị co lại thì nó đấy, đỡ phải mút tay mút cái này thôi. Vâng. Cái này ngon mà đấy, nếu mà mình cầm nó đi thì nó chỉ đi được cái ngón chân này thôi. Cái ngón chân này vâng. Không còng keo hết này, nó chỉ đi được thế này, còn cái này cái khớp này là cứng hết. Vâng, không đi được. Gì ở cái đoạn này, tay nó cũng bị quặp hết vào này. Vâng, nó đi là nó không đi, thẳng ra được này. Đi từ cái đoạn này trên xuống đây, nó cũng dấn được lên. Nó kiểu cái gân của nó co lại. Bố mẹ nó là đi ruộng đấy hết hả? Vâng, bố mẹ nó đi làm. À lúc đấy ở trên đấy phải không anh? Vâng. À bố có phải mặc áo màu vàng không? Không, áo màu đen chứ. À áo màu đen, vâng, với có ba em ở trên đấy. Áo màu vàng cái là đứa cháu. Đây là nhà là có mấy cháu? Nhà thì có ba đứa cháu. Ba cháu. Thôi là chắc bây giờ em cũng xin phép nhá anh em. Em vào chơi thăm nhà tí để biết nhà thôi.
không ngờ vào đây là gặp cháu này, không vấn đề chứ anh ạ. Em bây giờ là em hôm nay thì cũng lên bảo là hôm qua Trương điện cho, bảo là hôm nay em về Cư Ngạ anh có lên trên đấy không, lên chơi thì hôm nay em lên thì cũng lên thăm gia đình, xem hoàn cảnh vợ của Trương nhà ngoại thế nào. Bởi vì là Trương hôm đấy thì em với Trương được quen nhau con dì của anh ấy là khá là lâu rồi. Bây giờ mở trang trại các kiểu cũng được nhiều các bác quan tâm. Hai vợ chồng thì đấy lên trước cũng đi làm thuê, đi làm ấy xong rồi cũng về. Xong là lên cùng là nếu mà anh gọi là bác Xính ấy nhờ, anh trai của Trương là bác. Thì cũng quen biết nhau, xong là hôm nói chung là em quen Trương này khá là lâu rồi, từ lúc Trương chưa đi làm thuê rồi. Thế là hôm nay lên chơi. Chú là chú ở khu Vĩnh Điền. Vâng, em ở cây 6. Vâng, chú ở Vĩnh Điền. À, bố là liệt sĩ đấy. À vâng. Hả? Anh biết anh đấy à? Biết mà chưa học thì chú. À đúng rồi, anh Vững đấy bây giờ đang sửa xe ở ngay cổng đi vào nhà em ấy. Vâng ạ. Anh ấy đi học nghề ra. Vâng. Biết sửa xe, bây giờ anh sửa xe. Anh đấy là nhà em với nhà anh đấy là cách nhau cũng một nhà thôi. Vâng. Đấy, nhà em nhà thứ ba luôn. À. Nhà Vững thì cũng chưa đến đâu, nhưng mà trước học cùng chú xong rồi quên biết vào đấy đâu. Vâng. Không biết suốt mà. Anh đấy học với chú xong rồi anh đấy học nghề luôn. Vâng. Học nghề sửa chữa. Nhưng bây giờ anh cũng mở được một cái cửa hàng sửa chữa xe máy, cửa xe. Một ra đây. Thôi bây giờ em xin phép nhá. Vâng. Anh nhá. Vâng. Cơm đã. Anh xin, em cũng xin phép luôn đi. Em chào anh nhá. Có gì thì em lên khiến cho xin mượn cho mày. Em về nhá. Vâng. Em về nhá. Vâng. Bên này là đằng trước đấy phải không anh? Vâng. Đằng trước này cũng toàn ruộng đây. Đây phải ruộng nhà anh không? Không, phải ruộng đứa cháu. Bà con khu này cũng toàn nhà trình tường thôi các bạn. Nhà trình tường nhà đất. Em về đây. Vâng. Có dịp thì lên thăm cháu sau. Vâng. Bác nào mà có ủng hộ, có giúp được cháu thì có thể liên hệ qua số điện thoại cho Ước nhé. Này Ước cũng tình cờ vào đây nhưng mà nhìn thấy hoàn cảnh rất là thương các bác. Thế nhà là ở đâu? Nhà ở trên này. À, nhà trên này. Vâng. Đây là nhà sáng nhất rồi. Vâng. Để hôm nào em lên nhà cháu xem thế nào. Vâng. Nhà cháu là xuống cho ông. Vâng. Xuống cho ông ngoại nhỉ. Vâng, xuống cho ông ngoại trông luôn nha các bạn. Vâng. Em về đây. Vâng. Bây giờ anh chắc lấy cơm lên cho cả nhà được rồi đấy anh ạ. Vâng. Em thấy lúc đấy cũng gần hơn xong được hơn một nửa rồi mà. Vâng. Khu này may mà đường đi lại nó không khó khăn mấy nhờ. Cũng đường bê tông đến tận nhà. Khu này cũng thuộc dạng là khu gần trung tâm rồi. Đi lên những cái điểm xa kia là xa lắm. Đi bây giờ mình vừa đi xuống vừa quay chia sẻ tí nhờ. Bạn Diễn bạn sẽ đi tìm lợn. Đi bắt lợn nha các bạn nha. Các bạn nào nhu cầu thịt lợn thì có thể liên hệ. Diễn chào khán giả của kênh Tày TV nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Mọi người cần thịt lợn thì cứ liên hệ với Ước hoặc là Diễn nhé. Bạn này là bạn truyền nhé các bạn. Chưa có vợ. Đấy, hôm nay dẫn bạn truyền đi lên bản xem có cô nào không.
Thôi giờ chắc là Ước cũng xin kết thúc video nhá. Hôm nay thì cũng ghé qua đây để quay chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình bố vợ em Trương các bạn. Chia sẻ cho các bác. Chắc là từ trước đến giờ cũng chưa có kênh YouTube nào chia sẻ về bố vợ em Trương đâu. Đấy, mong các bác xem được video thì chia sẻ ủng hộ Ước nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ Ước sẽ đi về xem là có chỗ nào cảnh đẹp này. Đấy, thì Ước sẽ quay chia sẻ tiếp cho các bác nhá. Từ giờ về đến nhà nó rơi vào khoảng 80 cây nữa cơ.